Dạ, em xin mến chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh Đồ Xưa Mê Công. Em là Lan ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay em có tủ trưng bày bộ trường kỷ và tranh cẳng ngà rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó, số điện thoại giao lưu của em là 0772997668. Em rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú gần xa ha. Đó, đầu tiên vô thì em có một bộ trường kỷ 3 món nha cô chú anh chị. Đó, mã L1 nha. Đó, đầu tiên thì em đo cái bàn nha cô chú anh chị. Cái bàn vị trí dài nhất ở đây là 116. Lọt lòng miếng dán ở trong á là 98. Và ngang vậy là 55. Và lọt lòng miếng dán ở trong là 38 nha cô chú anh chị mình. Đó, em đo chiều cao của vị trí của cái bàn này á, là 73. Và cái dìm ở đây là 12 nha cô chú anh chị. Đó, em đo cái chân đố. Chân đố dài 5 phân. Đó, hàng rất là chắc chắn nha cô chú anh chị. Đó, bộ này thì em sưu tầm là hàng cũ thôi nha cô chú anh chị, không phải hàng xưa ha. Có sao thì em báo vậy cho cô chú anh chị mình nha. Dạ, bộ này là gỗ gõ. Bây giờ bộ này thì em để mộc dậy cho cô chú anh chị, về thì em vệ sinh và em đánh dầu cho sạch sẽ cho cô chú anh chị mình thôi. Đó, bộ này là kêu là trường Tam Sơn nha cô chú anh chị. Đó, tích thì cổ đồ ha. Đó, ở dưới thì người ta đục nổi rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó, tầng dưới thì người ta làm cho mình một cái ngăn dưới luôn, để mình để đồ cũng rất là tiện nghi nha cô chú anh chị mình. Dạ, tứ diện giống nhau. Đây, phía dưới đây. Đó, hàng thì rất sạch sẽ nha cô chú anh chị mình. Đó, em bao thì lành tích và liền lạc nha. Hàng tới cô chú anh chị mình cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Đúng hàng, đúng chất lượng thì cô chú hãy nhận nha. Không đúng cứ hoàn về lại cho em. Rồi tiếp theo thì em đo hai cái ghế này kích thước bằng nhau. Em đo đại diện một cái thôi. Đứng bên kia kìa chú, đứng bên này nè. Đó, em đo vị trí dài nhất của cái ghế này là 187. Và lọt lòng ở trong là 175. Đó. Em đo chỗ ngồi ra đây là 48. Đó, tựa lưng cao nhất là 50. Và cái dìm em đo vị trí ở đây á là 16 nha. Cái tay này thì dài 6 phân. Và em đo cái đố ở đây thì 5 phân nha cô chú anh chị mình. Đó, 5 phân rưỡi gần 6 phân luôn. Hai cái ghế là ở trên tựa lưng á, người ta đục chạm là tích là cổ đồ nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Nhìn rất là đơn giản nha cô chú anh chị mình. Đó, cô... Dạ, cái độ dài ở trên này 3 phân rưỡi. Đó, cô chú anh chị nào yêu thích những bộ trường kỷ đơn giản này thì liên hệ em qua số điện thoại là 0772997668 nha. Hoặc là tới ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ để mình xem những mặt hàng chi tiết và rõ sắc nét hơn nha cô chú anh chị mình. Thì trong lúc em quay clip mà cô chú anh chị mình không rõ thì cứ liên hệ cho em để em quay trực tiếp cho em, gửi vô Zalo cho mình xem kỹ hơn nha. Đó, bộ này thì không chê vào đâu được nha cô chú anh chị mình. Đó, cái hàng mộc gỗ này thì mình nhìn cái vân gỗ rất là rõ nét nha. Đó, mình thấy cái độ bền và cái độ sắc nét rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nhẹ nhẹ thôi trúng cái tủ. Rồi em sẽ dỡ mặt dưới lên cho cô chú anh chị mình xem. Đó, ở phần phía dưới thì rất là chắc chắn nha cô chú anh chị mình. Đó, hai cái ghế thì như nhau nha. Em bao lành lặn cho cô chú anh chị mình.
Rồi em sẽ quay ở phía sau cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, em đo tổng thể của cái ghế này từ mặt đất lên đây. Đó, từ mặt đất lên đây là 102 nha cô chú anh chị mình. Dạ, cái này mặt sau. Mặt sau người ta cũng đục chạm nổi luôn nha cô chú anh chị. Đó, từ mặt trước và mặt sau đều chạm nổi luôn. Bộ này rất là đẹp nha. Đó, mã này thì L1 em giao lưu với giá là 36 triệu nha cô chú anh chị mình. Đó, em bao phí ship mình toàn quốc luôn nha. Rồi tiếp theo mã L2 là em có một cái tủ trưng bày hoa hồng nha cô chú anh chị mình. Đó. Rồi em đo vị trí cao nhất của cái tủ này là 2m2 nha cô chú anh chị. Đó. Ngang vậy là 113. Đó, em đo từ rộng ở đây nha. Đó, rộng ở đây là 38 nha cô chú anh chị. Đó, một cái mặt cửa nè, em đo một cái mặt cửa này đây. Đó. Mặt cửa này là 57 nha cô chú anh chị mình. Đó, một cánh là 57 nha. 55 thôi nha cô chú anh chị. Đó, một cánh cửa là 55 nha. Rất là đẹp luôn. Ở xung quanh này thì người ta cẳng ốc 7 màu rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Ốc thì ở ngoài rất là sáng và lấp lánh nha. Ở trên thì người ta đục chạm những bông hồng rất là đẹp. Nhìn rất là tỉ mỉ và sắc sảo nha cô chú anh chị. Dạ, cái tủ này là gỗ gõ ha. Hàng này thì cũng gần đây thôi nha cô chú anh chị. Đó, xung quanh này thì người ta cẳng hết luôn nha. Đó, nhìn ốc rất là tơ tắt luôn ha. Đó. Ốc 7 màu rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Không chê vào đâu được nha. Đó, cái tủ này thì mình về mình trưng bày được nhiều đồ nha cô chú anh chị. Đó, tủ này trưng rượu cũng được mà trưng những đồ mà thẩm mỹ cũng được nha. Rồi đây ở phía dưới này á, thì có hai ngăn tủ nha. Đó, hai ngăn tủ nhỏ nhỏ nhìn cũng rất là đẹp, dễ thương. Đó, mình để được nhiều đồ ở trong nha. Em đo cái ngăn này ở trong này nha. Đó, cái ngăn ở phía trong này là 30. Đó, rộng ra là 30 nha cô chú anh chị. Đây, ở phía dưới này người ta cũng đục nổi rất là đẹp nha. Dính liền rồi ha chị? Dạ. Đó, phía trên này thì người ta mặt kiến nha cô chú anh chị. Đó, hai bên mặt kiến luôn. Đó, hai bên mặt kiến luôn. Dạ, hai cánh này cũng mặt kiến và ở trong cũng mặt kiến luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, nhìn rất là đẹp nha. Ở trong này thì nhiều ngăn nha, mình trưng bày được nhiều thứ nha cô chú anh chị. Đó, mỗi ngăn là mỗi kiểu dáng khác nhau ha. Nhìn rất là đẹp, sắc sảo nha cô chú anh chị mình. Đó. Hàng thì em bao cô chú anh chị mình là lành lặn và liên lạc nha. Em sẽ quay cận cảnh cho cô chú anh chị mình ngắm chi tiết ha. Đó, rất là nhiều ngăn luôn. Ở phía trong này á, người ta cũng cẳng luôn nha cô chú anh chị mình. Cẳng những bông hoa nhất rất là đẹp nha. Đó, cho nên nhìn rất là có duyên luôn. Từ trong ra ngoài luôn ha. Mặt trong là gỗ ha. Dạ, mặt trong ở phía trong này thì là gỗ. Còn ở đây thì gương. Rồi mã L2 này thì em giao lưu với giá là 32 triệu. Đó, em bao phí ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã L3. Đó, em có một bộ cuốn thư Đức Lưu Quang nha cô chú anh chị mình. Đó, được ốc khảm ốc xà cừ 7 màu rất là đẹp nha. Em đo vị trí dài nhất này là 153. Và lọt lòng cuốn thư ở trong này là 73.
Em đo vị trí cao nhất ở trong này á là 53. Và cao nhất hai bên cuốn thư này là 56 nha cô chú anh chị. Đó. Miếng liễn này thì hai miếng kích thước bằng nhau, em đo đại diện một miếng thôi. Dài nhất vị trí này là 143. Và ngang là 17. Dạ. Độ dài ở đây thì 1 phân rưỡi nha cô chú anh chị mình. 1 phân thôi, ở đây 1 phân thôi. Dạ, cái cuốn thư á, thì em đo độ dày. Độ dày là 2 phân. Đó. Còn cái độ dày ở giữa này nè. Độ dày ở bên này là 5 phân luôn nha cô chú anh chị mình. Đó. Hai bên thì người ta được đục chạm hai con bách điểu rất là đẹp nha. Đó. Ở trên thì người ta đục chạm những cành mai rất là đẹp. Ở đây thì hai cái đầu rời nha cô chú anh chị mình. Đó, đầu cái này là đầu rồng nha. Hai bên là một bên cây kiếm và một bên cây bút nha, tượng trưng cho văn võ nha cô chú anh chị mình. Khảm thì ốc xà cừ 7 màu. Ốc lên màu rất là đẹp nha. Giữa thì chữ là Đức Lưu Quang nha cô chú anh chị mình. Đó, hai bên cuốn thư là chữ Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh Tử Hiếu Tôn Hiền Dạng Đại Vinh nha cô chú anh chị. Đây mặt sao đây? Đó, hàng này thì hai miếng liễn này thì liền khối nha cô chú anh chị mình. Đó, bộ này là gỗ gõ nha. Hàng này thì cũng trên 20 năm nha cô chú anh chị mình. Em bao cho cô chú anh chị mình là lành lặn và liền lạc nha. Hàng tới cô chú anh chị mình cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đó, ở phía sau thì nhìn rất là chắc chắn nha cô chú anh chị mình. Đó, mã L3 này thì em giao lưu với giá là 15 triệu nha cô chú anh chị. Đó, rồi tiếp theo là L4. Em có một bức tranh, đó, tích là Vinh Quy Bái Tổ nha cô chú anh chị. Chú Kiệt. Kích thước của bức tranh này dài nhất là 217. Ở phía trong nữa. Ừ. Lọt lòng ở trong là 175. Đó, chiều cao. Chiều cao em đo là 105 nha cô chú anh chị mình. Đó, lọt lòng ở trong là 65. Và độ dày của bức tranh này là 4 phân rưỡi nha. Đó, 4 phân rưỡi gần 5 phân luôn nha cô chú anh chị mình. Hàng này thì trên 20 năm nha. Gỗ gõ em bao lành lặn và liền lạc cho cô chú anh chị mình. Đó, ở phía trên thì người ta được cẳng những dây nho rất là đẹp nha cô chú anh chị. Xung quanh thì được đục chạm bằng tay ha. Ở giữa thì người ta khảm những tích là Vinh Quy Bái Tổ. Ốc xà cừ 7 màu rất là đẹp. Đó, cô chú anh chị mình nhìn kỹ ha. Bức tranh này cái vân gỗ rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó, cô chú anh chị mình xem không rõ không kỹ thì cứ kết bạn em qua số Zalo là 0772 997668. Đó, để em quay chi tiết cho cô chú anh chị mình xem rõ hơn nha. Đó, tấm tranh này rất là lớn nha cô chú anh chị. Đó, cái này để quay ở phía sau. Đây ở phía sau cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, phía sau thì em đã gia cố những cái đố và làm cho cô chú anh chị mình hai cái móc treo chắc chắn luôn nha. Rồi mã L4 này thì em giao lưu với giá là 24 triệu. Đó. Rồi tiếp theo là mã L5. L5 này em có một bức tranh bách điểu nha cô chú anh chị mình, hàng gỗ gõ mật nha. Kiệt. Đó, chiều dài ở đây là 153. Lọt lòng miếng dán ở trong là 127. Và cao lên là 70. Và lọt lòng ở trong là 45. Độ dày của bức tranh này là 3 phân rưỡi nha cô chú anh chị. Đó.
Hàng này thì cũng trên 30 năm ha, ốc thì đã ngã màu theo thời gian nha cô chú anh chị. Đó, tích thì bách điểu. Chanh này cũng lành lặn và liền lạc luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng tới thì cô chú anh chị mình cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Đó, ở phía sau thì em cũng gia cố móc cho cô chú anh chị mình treo luôn. Nhìn rất là chắc chắn nha cô chú anh chị mình. Đó. Mã L5 này thì em giao lưu với giá là 8,6 triệu nha. Đó, tiếp theo L6. Em có một cặp chanh lý ngư dặm nguyệt nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng này thì gỗ hương nha. Hương ta nha cô chú anh chị. Em đo vị trí này là 116. Và ngang vậy là 40. Lọt lòng miếng dán ở trong là 95. Và ngang vậy là 20 nha cô chú anh chị. Đó, độ dày dán là gần 3 phân ha. Đó, được đục nổi nha cô chú anh chị mình. Đó, đục hai con cá nổi và ở trên này thì cái chữ là phúc đức. Đó, hàng này thì em để mộc vậy cho cô chú anh chị mình thôi ha. Về thì em lau chùi sạch sẽ thôi. Đó, nhìn rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đây, ở phía sau đây. Đó, rất là chắc chắn nha. Hàng thì em bao lành lặn và liền lạc cho cô chú anh chị mình nha. L6 này thì em giao lưu với giá là 4,5 triệu. Rồi tiếp theo L7. Đó, em có một bức tranh chữ tâm. Cho cái thước kia. Đó, bức tranh chữ tâm gỗ gõ nha cô chú anh chị. Rồi em đo vị trí dài nhất ở đây là 61. Và lọt lòng ở trong là 43. Và vị trí cao. Đó, cha cao của bức tranh là 50. Và lọt lòng ở trong. Ở trong là 33. Đó, độ dày là 3 phân nha cô chú anh chị mình. Chữ tâm ha, được cẳng ốc xà cừ 7 màu rất là đẹp nha cô chú anh chị. Xung quanh thì người ta đục cái viền rất là đẹp luôn. Lành lặn và liền lạc nha cô chú anh chị mình. Đây, ở phía sau đây. Đó, L7 này thì em giao lưu với giá là 2,3 triệu. Rồi tiếp theo L8. Đó, em có một bộ cờ gỗ chắc nha cô chú anh chị mình. Đó, 32 quân cờ ha, được chia làm 2 màu nha cô chú anh chị. Rồi em đo vị trí này là 52. Và ngang vậy là 51 nha cô chú anh chị mình. Đó, quân cờ á, thì 4 phân. Và dày á, là 2 phân nha cô chú anh chị mình. Đó, gỗ chắc nha. 32 con. Dạ, 32 con. Cái bàn cờ này thì gấp lại được nha cô chú anh chị mình. Khi mình chơi xong á, thì mình để cờ ở phía dưới. Đó, và mình có cái móc đây luôn nha. Gài lại là mình xách đi đâu cũng được nha cô chú anh chị mình. Dạ, còn lên đây. Đây. Gỗ chắc rất là đẹp nha cô chú anh chị. Yeah. Ừ. Rồi mã L8 này thì em giao lưu với giá là 2,2 triệu. Rồi tiếp theo là L9. Em có một dĩa trưng bày gỗ gõ. Tích là anh hùng tương ngộ. Rồi em đo vị trí này đường kính cao nhất là 49. Và cái dĩa này thì 42 nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng gỗ gõ ha, lành lặn và liền lạc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, được khảm ốc xà cừ lên màu rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây, mặt phía sau đây. Đó, L9 này thì em giao lưu với giá là 2,9 triệu. Rồi tiếp theo em có một cái hũ trà xưa. Đó, hàng này thì trên 50 năm rồi nha cô chú anh chị mình. Xung quanh này thì người ta khảm những con chim với cành trúc rất là đẹp nha.
Đó, ở phía sau đây thì người ta ấy khảm chữ nha cô chú anh chị. Phía trên cái nắp này thì tích là phúc lộc thọ. Em đo vị trí cao nhất là 19 và dòng bụng là 45 và cái nắp ở trên là 14 nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng này thì em bao cho cô chú anh chị mình là liền khối nha. L10 này thì em giao lưu với giá là 3 triệu. Rồi tiếp theo em có một cái khay gỗ lim. Đó, khay gỗ lim này thì hàng cũng liền khối luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, cái khay này thì em giao lưu là hàng cũ nha. Em bao cô chú anh chị mình là gỗ lim hàng cũ nha. Đó, đường kính ở đây thì 53. Em đo hạo lọt lòng ở trong là 38. Và ngang dậy thì 31. Và lọt lòng ở trong là 23 nha cô chú anh chị mình. Đó, nhìn rất là có duyên ha. Cái con rồng quấn quanh cái dĩa cái khay ha. Ở bên này thì con dơi và đồng tiền. Nhìn rất là đẹp. Đây, liền khối. Mã này là 11L, em giao lưu với giá là 1,8 triệu. Rồi tiếp theo thì em có một cái khay luôn. Đó, khay này thì hàng gỗ gõ ha. Hàng này thì cũng trên 20 năm nha cô chú anh chị. Đó, tích ở trong là phước lộc thọ. Em đo vị trí này là 26. Đó, 26 vuông nha cô chú anh chị mình. Đó, cao lên thì 9 phân ha. Xung quanh này thì người ta đục những, người ta khảm những tích khác nhau nha cô chú anh chị. Đó, mỗi một bên thì mỗi tích khác nhau nha. Đó, rất là đẹp luôn. L12 này thì em giao lưu với giá là 2,4 triệu. Rồi tiếp theo em có một cái tam sơn gỗ chắc. Đó, được ốp 3 miếng đá nha cô chú anh chị. Rồi chiều dài ở đây là 50. Và phía trên này thì em đo một bậc là 14 nha. Đó, 14 vuông nha cô chú anh chị. Miếng đá ở trong là 8 phân và 8 phân vuông nha. Đó, cao lên thì 10 phân. Nhìn rất là chắc chắn nha cô chú anh chị mình. Được ốp 3 miếng đá nhìn rất là có duyên luôn. Đó, quay mặt phía sau cho cô chú anh chị xem. L13 này. Đây, ở phía dưới đây. Đó, L13 này thì em giao lưu với giá là 1,8 triệu. Rồi thì em đo cái bình hút lộc này là 58. Và chung đế là 51. Bụng bình là 79. Cổ bình là 13. Và miệng bình là 9 nha cô chú anh chị mình. Đó, bình hút lộc nha. Trưng bày hút tài hút lộc cho gia chủ nha cô chú anh chị mình. Đó, một chữ tàu nha. Hàng này là hàng tàu nha cô chú anh chị mình. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Được vẽ tay hoàn toàn. Đó, mã L14 này em giao lưu với giá là 1,8 triệu. Rồi tiếp theo em có một cái điếu. Điếu này là hàng của tàu luôn. Đó, ở phía trên này á, thì người ta đục được bọc bằng đồng luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, viền ở dưới này cũng bằng đồng luôn. Ở dưới thì có một 4 chữ tàu. Em đo cái này trước đây. Đó, vị trí đường kính ở đây là 18. Và cao lên là 10 nha cô chú anh chị. Đó, cái bình này á, ngang thì 11. Dòng bụng là 38 nha cô chú anh chị mình. Đó, em đo cái điếu này ha. Cái cây điếu này là 37. Đó, chọn bộ này thì em giao lưu với giá là 1,2 triệu. Mã L15 nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em có một cái cặp đèn. Đó, cặp đèn này á, thì ở dưới này với ở trên này được bọc bằng đồng nha cô chú anh chị mình. Nhìn rất nhỏ nhỏ, rất có duyên nha.
Em đo chiều cao lên cái ống khói luôn là 24. Cái bụng bình này thôi, em đo cái bụng này thôi nha cô chú anh chị. Đó là 25 nha. Con xài bình thường. Dạ bình thường. Vẫn dạ, vẫn xài bình thường ha, mình đổ dầu vô cái bình này là mình xài có tim tim đèn luôn rồi. Đây ở phía dưới đây. L16 này thì em giao lưu với giá là 900. Rồi tiếp theo em có một cặp bình đông triều. Hàng này thì cũng trên 50 năm rồi nha cô chú anh chị mình. Đó, xưa rồi ha. Đó, em xoay một vòng cho cô chú anh chị xem rồi em sẽ đo thông số nha. Đó, hai cái thì kích thước bằng nhau, em đo đại diện một cái thôi. Chiều cao lên tới đây là 44. Trung đế là 49. Dòng bụng là 70. À, cổ bình là 35. Và miệng bình là 18 nha cô chú anh chị. Đó, tích thì tùng hạt nha. Hai cái thì một cái là lành lặn, còn một cái thì ở cái miệng này là người ta đã xử lý nha cô chú anh chị mình. Dạ. Đây ở chôn đế đây. Không, cái này không có sao. Đó, mã L17 này thì em giao lưu với giá là 2,2 triệu. Rồi tiếp theo là L18. Em có một cái bằng nghi. Đó, hàng này thì gỗ gõ nha cô chú anh chị mình. Cũng gần đây thôi nha. Có sao thì em báo vậy cho cô chú anh chị mình dễ giao lưu. Đó, chiều dài ở đây là 100. Lọt lòng mới dán ở trong là 83. Và ngang vậy là 40. Lọt lòng miếng dán ở trong là 23. Và chiều cao là 80. Và em đo cái diềm này ha. Cái diềm này là 19 nha cô chú anh chị. Đó, miếng dán ở đây thì dày 2 phân. Rồi em đo cái đố chân là 5 phân nha cô chú anh chị mình. Đó, nhìn rất là đơn giản nha. Nhưng mà chắc chắn nha cô chú anh chị mình. Em bao cho cô chú anh chị mình là lành và lặn và liền lạc luôn. Ở phía dưới thì người ta làm cho mình một cái ngăn nữa để mình trưng bày đồ nha. Rất là tiện nghi luôn. Dạ, hàng gỗ gõ. Đây, ở phía dưới đây. Đó, hàng chắc chắn nha. Đó, cô chú anh chị nào yêu mến mã nào thì cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0772 997 668. Đó. Rồi L18 này thì em giao lưu với giá là 4,5 triệu. Đó, mã này cũng là mã cuối clip. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.